Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip để đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Tin Mới. Thưa quý vị, Đài Loan vừa trải qua hai trận động đất mạnh liên tiếp trong hai ngày vừa qua, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 146 người bị thương. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng chục trận đã làm rung chuyển bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dư âm kinh hoàng mà trận động đất này để lại cho người dân nơi đây. Đài Loan, Trung Quốc nằm gần vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên phải hứng chịu sức công phá của các trận động đất. Mới đây, hai trận động đất liên tiếp với cường độ mạnh đã để lại những dư chấn nặng nề cho hòn đảo này. Trận động đất đầu tiên mạnh 6,5 độ Richter vào tối thứ Bảy và trận tiếp theo mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào chiều Chủ nhật. Cục Thời tiết Đài Loan đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong 49 năm qua. Cả hai trận động đất đều xảy ra ở phía đông nam đảo Đài Loan, nơi có ít người sinh sống. Mặc dù vậy, chúng cũng khiến một người tử vong và 146 người khác bị thương. Truyền thông Đài Loan đưa tin một người đàn ông họ Hoàng đã thiệt mạng sau khi bị các thiết bị máy móc tại một nhà máy ở quận Hoa Liên rơi đè lên người. Ngoài ra, động đất khiến trong một tòa tháp thấp tầng có cửa hàng tiện lợi ở xã Ngọc Lý, huyện Hoa Liên bị sập khiến 4 người bị mắc kẹt. Một đoạn video đăng tải cho thấy nhiều cư dân hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà khi bị sập. Bên cạnh đó, cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết tổng cộng 6 toa tàu bị trật đường ray do những ảnh hưởng từ trận động đất ở khu vực ga Đông Ly phía đông Đài Loan và một phần mái vòm của một nhà ga bị sập. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 hành khách trên tàu và tất cả đều được sơ tán an toàn, không ghi nhận trường hợp bị thương. Chính quyền khu vực cũng ghi nhận 3 người khác bị thương do một cây cầu bị sập. Giới chức Đài Loan cũng ghi nhận hơn 600 người bị mắc kẹt tại khu vực núi Chike và Lusisi do các tuyến đường bị phong tỏa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khai thông các tuyến đường để tiếp cận khu vực này. Hai trận động đất kinh hoàng và hàng chục dư chấn xảy ra sau đó đã kéo theo việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Đến hôm thứ Hai, các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường. Nhiều ngôi nhà cùng với các công trình công cộng đã bị hư hỏng nghiêm trọng bởi những rung lắc dữ dội do trận động đất gây ra. Trận động đất này cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết, những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Ngoài ra, theo báo Guardian, những dư chấn từ hai trận động đất trong hai ngày qua cũng được báo cáo ở khu vực thành phố Đảo Viên phía tây Đài Loan, cách tâm chấn 130 km về phía bắc, khiến một người bị thương và một trung tâm thể thao 5 tầng bị hư hại. Quan chức Đài Loan April Yao chia sẻ trên mạng xã hội rằng trận động đất cực kỳ mạnh, trong khi thông tấn xã Đài Loan đăng tải hình ảnh chai lọ bị rớt khỏi kệ của một cửa hàng mới. Mới đây nhất, trong một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy nhóm người đang chơi cầu lông dừng lại và nhìn lên trần nhà khi xảy ra động đất. Ngay sau đó, dàn đèn nhanh chóng đổ sập xuống mặt sàn khiến cho mọi người hoảng loạn tháo chạy. Lãnh đạo đảo viên Trịnh Văn Sán đã tới trung tâm thể thao điều tra sự việc và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc chất lượng tòa nhà để đề phòng xảy ra sự việc tương tự. Ông Trịnh cũng đề nghị cơ quan thể thao quận Bát Đức kiểm tra sức khỏe của những người bị thương. Trận động đất đã gây ra chấn động mạnh trên đảo Đài Loan, cũng như cảm giác rung lắc rõ rệt ở các khu vực ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô và Thượng Hải ở Trung Quốc đại lục. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan cho biết đã điều động 751 cảnh sát, 5 máy bay trực thăng, 120 xe các loại và 8 chó nghiệp vụ đến hiện trường cứu trợ thảm họa. Ông Quách Khải Văn, chuyên gia khí tượng, cựu giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất Đài Loan cho biết, trận động đất xảy ra vào chiều Chủ nhật tương đương với sức công phá của 8 quả bom nguyên tử.
Ông cũng dự báo các dư chấn trong tương lai có thể mạnh tới 6,3 độ Richter. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CNNC cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều địa phương tại Đài Loan đã phải hứng chịu hơn 100 cơn dư chấn, trong đó mạnh nhất là dư chấn 6,5 độ Richter xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Cả hai trận động đất đều ở cùng một khu vực và hai tâm chấn cách nhau chỉ khoảng 14 km. Sau đó, theo mạng China Times của Đài Loan, từ 0 giờ đến sáng sớm ngày thứ hai, vùng lãnh thổ này tiếp tục xảy ra 11 cơn dư chấn có cường độ từ 3,1 đến 4,4 độ Richter. Động đất là một dạng thiên tai, tuy không thường xuyên xảy ra như bão, lũ, nhưng tác hại của nó vô cùng lớn. Hiểu biết về động đất và những biện pháp phòng tránh là cơ sở đầu tiên giúp giảm thiểu những thiệt hại khi động đất xảy ra. Sau đây là lời khuyên của chuyên gia về những việc cần làm khi chẳng may đối diện với động đất. Động đất có nhiều cấp độ lớn khác nhau, từ rất yếu chỉ có máy móc mới có thể ghi nhận tới rất lớn, gây nên những phá hủy trên bề mặt, có thể là sụp đổ cả những thành phố lớn hoặc tạo ra những trận sóng thần lan truyền trên khắp đại dương. Các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tìm hiểu cách nhằm dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra động đất. Nhưng cho đến nay, chưa nước nào có thể dự báo được chính xác cũng như làm cách nào để ngăn chặn động đất xảy ra. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, nếu động đất xảy ra khi chúng ta đang ở trong một tòa nhà, nhận thấy tòa nhà đang rung lắc và nhìn thấy các đồ vật rơi xuống hoặc kính đang vỡ thì đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh và cố gắng trấn an những người khác. Người dân không được rời khỏi tòa nhà khi động đất đang tiếp diễn. Để bảo vệ bản thân, cần áp dụng biện pháp quỳ gối và dùng tay che đầu. Nếu gần đó có một cái bàn hay đồ vật, chắc chắn hãy chui xuống bên dưới để trú ẩn và dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn. Nếu trong phòng không có bàn hoặc đồ vật để trú ẩn, ít nhất hãy tránh xa các cửa sổ có kính tới góc tường và ở nguyên vị trí đó, cúi xuống nhiều nhất có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể như đầu, ngực. Cố giữ nguyên tư thế đó đến khi các rung động ngừng lại. Nếu quan sát thấy trong phòng có kệ đầu giường hoặc đèn trần, quạt trần có thể rơi xuống vị trí nằm thì người dân cần chui xuống gầm giường hoặc di chuyển tới địa điểm an toàn khác như góc phòng và khi hết rung lắc thì đi ra ngoài. Trường hợp người dân gặp động đất khi đang đi ngoài đường cần sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không vào trong các tòa nhà và không chạy xung quanh chúng. Hãy ở yên bên ngoài, di chuyển nhanh, tránh các đường dây điện, tòa nhà cao tầng, cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn như khu vực đất trống. Một trong những trường hợp nguy hiểm và khó xử lý khi bất chợt gặp động đất là đang lái xe. Nếu người dân càng hoảng loạn trong lúc này thì càng dễ gây ra tai nạn nghiêm trọng, do đó người dân cần phải đi chậm lại và tìm một địa điểm an toàn để dừng lại. Tốt nhất là tấp xe vào lề đường, tránh các đường dây điện và tòa nhà cao tầng, không cố chui qua hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể bị sập, không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại. Trường hợp động đất xảy ra khi người dân đang ở trong thang máy và nguồn điện vẫn hoạt động, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi thang máy nhưng cần ở yên trong tòa nhà, hoặc nếu bắt buộc phải thoát ra khỏi tòa nhà thì cần sử dụng cầu thang bộ. Nếu người dân bị mắc kẹt trong trận động đất và không thể ra khỏi đống đổ nát, người dân cần giữ bình tĩnh, không nên di chuyển. Bảo vệ mũi, miệng bằng áo hoặc khăn, không dùng bật lửa hoặc diêm để đốt sáng, không la hét khi khói bụi vẫn còn, để những người cứu hộ có thể tìm thấy. Việc hiệu quả nhất là dùng còi. Khi không có còi, người dân cần cố gắng báo hiệu vị trí bị kẹt của mình bằng cách gõ hoặc đập mạnh vào các tấm hoặc ống kim loại gần đó. Ngay sau khi xảy ra động đất sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi người, mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại do động đất sóng thần gây ra. Con số thương vong sau hai trận động đất thảm khốc ở Đài Loan được dự đoán là vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nhìn lại những dư chấn kinh hoàng, nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh và sợ hãi. Phải chăng biến đổi khí hậu đã và đang ngày càng hiện hữu rõ ràng ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động của tự nhiên và con người? Hy vọng cơ quan chức năng Đài Loan sẽ sớm có những biện pháp ứng phó thích hợp và sớm khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.